đang phun được gần nửa sàn rồi. Đây là Văn Hải, Văn Hải đá cho câu lạc bộ Liverpool. Đấy, đang phun lên đây thôi. Đấy, cái này là phun hết rồi này. Bọc biếc tử tế hết rồi. Thảy tre đẹp nhá, sau một phun. Đấy, đang phun lên đây thôi. Bên góc bên kia là chưa phun đâu. Làm từ cái góc nhà vệ sinh này ra được nửa sàn rồi.